đi siêu thị nè ba. Trời ơi, má ơi. Má, má, má con đi siêu thị nha. Thôi, không mình bàn bạn đi. Nói gì? Giờ mình đi mua bia đi. What's up, mấy ông ơi? Uống bia gì? Em uống bia gì? Mình đi đâu đây? Để quay xa xa, quay cái mặt anh bự quá sao? Từ nào quay? 2, 3, chốt. Giờ quay luôn rồi đó. Quay rồi đó, em quay rồi đó. Quay hả? Mình đi đâu đây? What's up, mấy ông ơi? Mình đi đâu đây? Mình đi mua nước tương, nước mắm, nước. Bây giờ team mình đi siêu thị mua bia, nước ngọt, mồi màng đầy đủ, nước tương, nước chấm nó đầy đủ hết. Thôi thôi cho anh thùng can nước ngọt, can ha, nước ngọt không? Can cho sư phụ với Mai uống. Hai người đó uống thùng. Thùng luôn hả? Thùng luôn. Thùng luôn. Giỡn sao mày? Vô thẳng hai cái. Hết đồ đập hết là vô. Em đi leo lên ngoài vậy chứ buồn béo rồi. Đây là hello. Và đây là lương thực để chúng tôi về chuẩn bị. Chào đi. Chúc chiều ngày hôm nay. Yeah. Giờ là tụi tôi mua xong rồi là giờ là đi. Yeah. Tụi tôi đi. Yeah. Giờ tôi đi về, đi về, đi về làm. Cảm ơn, đây là đúng một ngày cho một ngày một năm khai trương bao sắp vị trí chi nhánh 10 175 Phan Đình Phùng quận Phú Nhuận cho một năm tuổi. Cảm ơn hai sư phụ rất nhiều.